Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Chu Smart và lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại rồi. Thì các bạn có thể biết được là ngoài màn hình chính của chúng ta này, đấy, hình nền như vậy thì đang có một hình nền khá là đẹp, hình nền cờ Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ mở máy lên này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nếu như các bạn là giống như mình cũng là một fan của Battleground đấy, thì mình thậm chí ngày hôm nay mình muốn đem nó lên làm hình nền cơ. Tuy nhiên các bạn có thể phát hiện được là hình nền mình có cái gì đặc biệt đúng không? Đó, mình nghiêng vậy này. Đấy, như vậy đó là một hình nền 3D. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá, mình nghiêng góc nào cũng thấy này. Đấy, nhân vật này của chúng ta cũng nghiêng theo luôn. Một hình nền 3D và thấy cái khói này nhạy luôn. Thì trên tất cả các những video khác thì đã có những cái video hướng dẫn các bạn cách để có thể làm video, mang video làm hình nền rồi. Tuy nhiên thì mình lại thấy là rất ít video hướng dẫn các bạn là để có thể được có hình nền 3D như vậy. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để có hình nền 3D nhá. Lần này thì mình trước khi mà mình đi vào hướng dẫn các bạn thì mình sẽ nhắn nhủ qua một vài bạn này. Đối với những bạn đang sử dụng trên iOS thì chắc chắn là mình sẽ tạm thời coi như là chia buồn với những bạn đang dùng iOS. Đấy. Còn trên Samsung thì đã có một vài tính năng có thể yêu cầu có thể giúp cho các bạn làm như vậy trên chính bản ROM của họ rồi. Thế là những bạn đang sử dụng Samsung cũng không cần phải lo lắng khi mà các bạn có thể tìm trong cái phần hình nền ở trong phần cài đặt thì đã có. Còn những bạn nào không dùng Samsung thì đây mới chính là cái những người mà mình đang muốn hướng dẫn. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào phần là set play nhé. Đây. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm cho mình đến ứng dụng là Hologram Background. Đấy, cái ứng dụng đây. Và bây giờ thì mình đã tải trước rồi và chính vì mình tải trước rồi thì mình mới có thể là cho các bạn nhìn thấy được cái hình nền của mình. Thì bây giờ mình sẽ mở nó lên, coi như mình đã cài đặt rồi nhá. Ok. Và bây giờ thì đây là cái giao diện chính của ứng dụng này, ứng dụng Hologram này. Đó, tại đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều hình nền 3D khác và chúng ta có thể test ngay lập tức ở trên này. Đấy, các bạn có thể nhìn gương đây, đây là cái hình nền của Black Panther này. Đấy. Ngoài ra thì có những hình nền của siêu nhân các loại ở đây đều có hết. Đấy, ví dụ như bạn nào mà đang sắp đến Halloween thì các bạn có thể tải cái hình nền này về để có thể làm hình nền cũng được, cũng khá là hay. Đấy, khi mà nếu như các bạn muốn tải về thì sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây này, để mình sẽ nói qua sơ qua một chút. Ví dụ như là cái hình nền nào mà đã có cái hình mà như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ phải trả tiền. Đó, cái ứng dụng này sẽ mất cái phần hình nền này sẽ mất tiền nhá. Đây, ví dụ như các bạn vào phần đây phần cài đặt của chúng này. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ ở đây. Tuy nhiên các bạn có thể là tùy chỉnh ở đây. Đấy, cái độ mà nghiêng hay là như nào đấy các bạn có thể tùy chỉnh đây, đều có thể là được luôn. Đó, thì các bạn khi mà các bạn tải ứng dụng này về thì các bạn có thể vào đây để mà xem xét xem là cái như thế nào để làm sao để có được hình nền phù hợp với các bạn. Cái này thì mình sẽ không hướng dẫn. Còn đây là những cái phần này là phần hình nền đang rất là hot. Đấy. Đang được nhiều người tải ấy. Thì các bạn cũng có thể tìm vào đây xem nhỡ đâu là các bạn có thể thấy cái hình nền nào phù hợp với mình chẳng hạn. Đấy, mình thấy cái hình nền của AS7 này. Đấy, cũng đang rất được nhiều người tải đây. Đó, ngoài ra thì các bạn có phần này là phần tải về thì các bạn ví dụ như là trước đây mình đã tải cái hình nền lúc nãy rồi thì nó sẽ có phần mục này. Đấy, còn phần dấu cộng thì sẽ là gì? Nó sẽ là cái phần này phần để cho các bạn có thể tự tạo được cái hình nền 3D. Tuy nhiên là nếu mà có thời gian hoặc là nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ thực hiện hướng dẫn các bạn cách tạo hình nền 3D do chính các bạn có thể tự làm luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần là giao diện chính nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Bây giờ các bạn phải chọn cái hình nền miễn phí thì các bạn mới có thể download được. Nếu không các bạn sẽ mất phí. Ví dụ chẳng hạn thì mình sẽ chọn cái hình nền là con sói này đi để chuẩn bị Halloween chẳng hạn. Đây, mình sẽ nhấn vào đây download. Và các bạn sẽ đợi một lúc để có thể download được. Đây, nó đang thông báo đăng tải hình nền này. Đó, hình nền của mình có nặng 1 MB thôi. Rồi, đấy, ngay lập tức tải xong thì chúng đã hiện lên cho các bạn nhìn thấy này. Đấy, nghiêng các góc này. Đấy. Thì bây giờ tiếp theo này các bạn sẽ nhấn vào phần đặt hình nền này. Rất là dễ. Thì các bạn có thể tùy chọn, ví dụ là đặt vào mình khóa màn hình chính như thế cũng được. Thì mình sẽ đặt làm màn hình chính cũng được này. Mình sẽ thoát ra ngoài. Đó, ngay lập tức thì hình nền của mình biến thành con sói rồi. Đó, nhìn rất nghiêng, rất là hay luôn. Đấy. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay mình đã hoàn thành xong hướng dẫn cho các bạn
cách để có thể có hình nền 3D trên chính thiết bị của các bạn, ngoại trừ iOS này, ngoại trừ Samsung nhé. Đó, thì nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của mình để có thể nhận được nhiều video hữu ích hơn. Và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh của Smart đi, bởi vì là mình sẽ có nhiều động lực hơn để đưa ra cho các bạn những video hay hơn, hữu ích hơn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.